Từ giữa tháng 9, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giảm hẳn. Như mọi năm, thời điểm này, số ca mắc sốt xuất huyết cũng giảm mạnh. Thế nhưng năm nay, số ca mắc sốt xuất huyết lại giảm rất ít. Và thành phố Vũng Tàu vẫn là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết nhiều nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chiếm gần 35%. Trong đó có 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Thời điểm này, trung bình mỗi ngày, khoa nội bệnh viện Lê Lợi điều trị cho từ 18 đến 25 ca mắc sốt xuất huyết. Ngày cao điểm tại khoa có đến 32 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Cho đến hôm nay là tháng 10 rồi, bình thường là mùa khô rồi nhưng mà hiện nay chúng ta thấy vẫn đang còn mưa và tình hình bệnh thì chưa thấy thuyên giảm thế nào cả. Cho đến bây giờ thì trên khoa chúng tôi chỉ có một số trường hợp bị choáng, sốt huyết đăng, chứ còn chưa gặp một ca nào sốt huyết đăng nặng. Cái trường hợp ấy hầu hết là điều trị được, điều trị ổn định ở đây. Còn những trường hợp tổn thương gan nặng kết hợp với một số bệnh lý nền khác thì chúng tôi chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. So với thời điểm tháng 8, trong tháng 9, số ca mắc sốt xuất huyết điều trị tại khoa nội bệnh viện Lê Lợi không giảm. Còn so với cùng kỳ năm 2018, số ca điều trị sốt xuất huyết tăng gần 2/3. Đáng lo lắng là trong khi dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát dữ dội từ đầu năm đến nay, thì vẫn có một bộ phận người dân rất thờ ơ với bệnh lý này. Như trường hợp bệnh nhân Trần Vui Em ở phường 10 thành phố Vũng Tàu, khi bị sốt cao, ớn lạnh, mệt mỏi, bệnh nhân này tự ý đi mua thuốc hạ sốt để uống. Khi không thể ăn uống, kiệt sức, đau bụng, bệnh nhân tìm đến một phòng khám tư, đề nghị được truyền dịch. Qua thăm khám, bác sĩ đề nghị bệnh nhân đến bệnh viện để kiểm tra. Đến bệnh viện Lê Lợi, bệnh nhân được chỉ định nhập viện do sốt xuất huyết, được điều trị tích cực. Đến nay, bệnh tình của anh Trần Vui Em đã ổn định. Em không có nghĩ tới bị sốt xuất huyết. Hôm qua nó khó chịu bụng á, cái em mới đi ra khám thôi. Em tính ra đi truyền, cái bên kia không chịu đi, không chịu truyền, cái kia em đi thử máu á, rồi cái nói là đi vô bệnh viện khám đi, trị ngoài không được. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu, đến thời điểm gần cuối tháng 10, toàn thành phố ghi nhận 3.863 ca, tăng gần gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm đến 35% số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Một trường hợp bị sốt xuất huyết đã tử vong. Các địa bàn có số ca mắc cao, khó kéo giảm là phường 12, phường 11, phường Thắng Nhất. Là địa phương nóng về sốt xuất huyết nên công tác phòng chống sốt xuất huyết đang được các cấp chính quyền và ngành chức năng thành phố Vũng Tàu chú trọng bằng cách bổ sung thêm các đợt diệt lăng quăng, các đợt điều tra côn trùng, tăng cường tuyên truyền, giám sát ca bệnh ngay tại địa bàn khu phố. Thành phố Vũng Tàu cũng đã thực hiện mô hình cuối tuần không lăng quăng, cả tuần không muỗi trên toàn địa bàn. Theo mô hình này, mỗi cuối tuần, các gia đình dành 10 phút để đổ sạch các vật dụng chứa nước trong nhà và xung quanh môi trường sống, quét dọn trong nhà, ngoài ngõ. Thế những cái khó khăn lớn nhất trong công tác diệt lăng quăng chính là những cái bãi đất trống không có người quản lý, những khu xây dựng mà dở dang hoặc là những cái bãi rác tự tạo do người dân người ta ở giống như họ tạm trú, họ bỏ ra đây và không có ai quản lý và chính quyền thì vào cuộc xử lý những cái này. Bởi vì nếu như mà mình diệt lăng quăng ở trong nhà sạch nhưng mà lăng quăng ngoài cộng đồng vẫn còn thì sốt xuất huyết cũng rất khó mà giảm. Tiếp tục công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu đẩy mạnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường xã, huy động mọi lực lượng cùng tham gia diệt lăng quăng, nhất là ở các khu vực đất trống. Ngành y tế khuyến cáo sự chung tay của người dân giữ vai trò quyết định trong phòng chống sốt xuất huyết. Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc mô hình cuối tuần không lăng quăng, cả tuần không có muỗi để góp phần kéo giảm số ca mắc sốt xuất huyết.